2021, năm mới, luật lệ mới, đưa ra nhiều luật lệ giới tỷ như chúng ta cần đi lên máy bay thì cũng cần nên biết về cái chuyện này, nếu không thì không được lên máy bay đó. Williams, Những gì mọi người cần biết, đây là của Đài, họ báo cho anh biết về chuyện này. Today, Hawaii, distribute... Hawaii hiện tại ngày hôm nay là họ cấm, không có cho bán và sai. À, những cái lotion này của năm 2021 đó, lotion và sunscreen à, đồ thuốc mà chống nắng là không cho xài bên Hawaii nữa. Và họ nói trong à, thuốc chống nắng này thì nó có những cái chemical này đi vô trong đó thì họ không cho xài để đi ra ngoài biển bị ảnh hưởng tới uh, những cái vai mình ở đó giống như mình tha lên trên người rồi nhảy xuống mình tắm thì nó trúng vô nước đã ảnh hưởng ở bên chính phủ Hawaii họ không cho xài những cái loại mà sunscreen có những cái đó trong đó coral reefs and other forms of marine life. giống như coral reef này kia đó khi mình tắm mình tha cái chất đó vô trong người xuống tắm nó bị ảnh hưởng tới dưới nước cho nên không có cho xài và cá này kia cũng bị ảnh hưởng Uh, are available. And, and... À, những cái nào mà lotion hoặc là then mà không có cái chất đó trong đó thì mới cho xài. Còn nếu có trong đó là không cho xài ở bên Hawaii. Và yeah, theo ông đó ông nói giống như đưa ra rất là nhiều ở ờ, ai xuống sân bay họ cũng báo cho biết tại ngay bây giờ là cái trường hợp đó là như vậy. ở bên Delaware hiện tại ngày hôm nay thì họ ban cấm không có cho xài những cái bọc ni lông. The và theo của chính phủ bên đây họ nói uh, cấm không cho xài những cái bọc thì giúp đỡ cho không có quăng rác này kia trên đường và xuống nước này kia ảnh hưởng tới environment. Today, and... Ngày hôm nay, cũng thêm lực lệ nữa là ở bên Arizona, họ báo cho biết, pulled... Arizona và Virginia, hai tiểu bang này, và nếu như mà cầm điện thoại mà vừa lái xe, thì ở bên Arizona và Virginia, cảnh sát có quyền chặn mình lại cho mình ticket, không được quyền cầm điện thoại trong lúc lái xe và that... yeah, cái cách này là họ nói làm cho lái xe đi trên đường được an toàn là phải để ý tới lái xe chứ không phải cầm điện thoại. Theo ông thống đốc bên đây ông báo cho biết như vậy. và yeah, ông thống đốc đây ông nói cho biết về cái chuyện mà text message này kia đó có thể đợi không có cần mà trả lời ngay lập tức. cái mạng mình rất là quan trọng cho nên phải lo lái xe đâu ra đó tới chỗ rồi phải kêu bằng attack cái message kiểu như vậy 2021 a First... và cả luôn năm nay họ cũng đưa ra về cái chuyện là security à, khi lên máy bay phải có cái gì cái gì giấy tờ ra sao mới cho lên máy bay từ hồi lúc bị 911 là 911 về cái chuyện bị khủng bố cho tới ngày hôm nay và liên tiếp uh, hết năm này tới năm kia là họ cần phải đưa ra cái này nhưng mà chậm trễ chậm trễ tới ngày hôm nay mới như vậy. The... Và lúc mà 2020, lúc đó thì chính phủ cũng ngừng lại không có đưa ra cái này nói là tại vì bị covid thiên bị ảnh hưởng này kia cho nên họ ngừng lại hết. October, and... Và đây là của chính phủ của Mỹ họ nói cho biết vào cái October năm nay, có nghĩa là vào tháng 10 đó, năm nay sẽ có phát về chuyện này. Ai mà muốn lên máy bay, thì phải có như vậy. Đây là họ nói là phải có cái real ID, cái ID thật sự, cái drive license thật sự. Hoặc là phải có passport, hoặc là có những cái ID của lính này kia đó, thì mới cho lên. The newer licenses all have a... Cái driver license mới, cái bằng lái xe mới của chúng ta thì phải có ngôi sao nằm bên tay phải đó. À, mọi người coi cho kỹ nha. Thì phải có ngôi sao nằm bên tay phải thì mới chỉ được. Nó kêu bằng cái license mà thật sự, còn nếu không có ngôi sao là không tính là license thật sự. Cái ngôi sao đó là nằm bên tay phải của cái driver license đó nó dạy các bằng lái xe đó. Sure the the Theo ông Chad, ông nói cho biết và ông coi về Homeland của Security của Mỹ thì ông nói là chúng tôi đây gắn cố gắng đưa tất cả những cái ID này cho tất cả mọi người ở trên nước Mỹ. Và lý do mà họ nói như vậy là để mà cho mọi người đi đổi license lại tên tuổi đâu ra đó đàng hoàng và chứng nhận 100% là mình là người sống ở trên nước Mỹ và chỗ nào chỗ nào chỗ nào làm như vậy thì nó được an toàn tại vì từ ngày September 11 thì tới ngày hôm nay và cái này là họ sửa soạn đã đưa ra từ lâu rồi tới ngày hôm nay mới có cái phát đó đáng lẽ là hồi năm rồi là phải có cái chuyện này nhưng mà tới ngày hôm nay thì họ mới tính tại năm rồi là bị về công việc nay tiên cho nên họ không có đưa ra à, họ nói ảnh hưởng nhiều cho nhiều người cho nên họ ngăn chặn lại tới ngay bây giờ là họ nói cho tới tháng 10 à, năm nay là phải có kim lên máy bay đó nếu không thì mình không được quyền à, bay đi đâu hết okay. today, in... và cũng luôn thêm lực lệ ở bên Illinois ở bên đây thì họ nói là họ cho à, mỗi đứa nhỏ à, không cần biết là giống như mới tới à, bên à, Illinois ở hay là mới nhận vô à, sống bên Illinois hàng sao sao đó Nói chung là mỗi đứa nhỏ bên Illinois và yeah, mấy đứa nhỏ này giống như mới đẻ ra hay này nọ đó thì được chính phủ cho là mỗi đứa là 50 đồng à, nằm trong cái saving và yeah, mỗi tháng cho cho kiểu vậy đó là tại vì ở bên Illinois cái số tiền mà đi học sinh đi học đó mỗi tháng nó càng ngày nó càng nhiều giống như con mình mà sau 18 tuổi đi học đại học đó thì cái số tiền đóng nhiều lắm, cho nên ngay bây giờ họ cho số tiền đó trước để mà mỗi tháng nó cho vậy đó à, nhập lợi cho tới khi đứa nhỏ mà lớn lên thì đứa nhỏ có một cái số tiền đó có thể giúp đỡ cho về đi học một phần nào đó, tại vì cái số tiền của đóng tiền học càng ngày càng lên. Ngày hôm nay là ở bên <laughs> Mississippi là được cho uống alcohol này kia vào cái mùa lễ này kia đó cái kiểu là vậy cho nên ngày hôm nay có nhiều cái lực lệ mới nha ở trên nước Mỹ từ những cái lực lệ mà nhìn quái quái cho tới những lực lệ mà chúng ta cần phải biết khi đi lên phi trường này kia cho nếu không thì sẽ không cho lên máy bay à, hoặc là mình đi về tới Việt Nam rồi mà trước khi mình đi là tháng 10 đi ha giới tỷ như mình đi vào giữa tháng 9 rồi cái đầu tháng 10 mình mới trở lại Và mình cầm cái uh, license kiểu hồi xưa đó Lúc mình đi trở lời đây đó Thì uh, trở lời nước Mỹ là bị vấn đề đó Tại vì họ nói cái license của mình không có tính là còn hạn nữa Cho nên có gì anh em là phải đi đổi license trước ha Và cũng sẵn đây nói về license thì em đi nói luôn Ngay bây giờ đó nói về cái chuyện mà thay đổi cái drive license thôi Phải make appointment trước rồi họ coi ngày nào mà có thể cho mình vô đó tại ngay bây giờ con việc này thiên thì cái cách trường hợp mà mỗi cái thành phố họ làm việc lại là như vậy đó